Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm sau khi các phương tiện đã vi phạm được một khoảng thời gian nhất định thông qua các dữ liệu điện tử từ hệ thống camera lắp đặt trên đường phố, thiết bị kỹ thuật của tổ chức cá nhân từ các nguồn đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Để đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, ngoài việc tuần tra xử lý trực tiếp, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tăng cường phạt nguội người vi phạm giao thông qua dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại. Hình thức xử phạt này đã và đang góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Tính từ đầu năm đến nay, thông qua biện pháp ghi hình, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản phạt nguội hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên hiện nay, việc xử lý phạt nguội đối với xe mô tô, xe máy điện, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do các phương tiện này được mua đi bán lại qua nhiều đời chủ. Vì vậy, việc xác minh thông tin về phương tiện cũng như chủ phương tiện mất rất nhiều thời gian.